Theo chương trình kỳ họp, từ 10 giờ 30 sáng số 28/10, Quốc hội sẽ nghe Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng, thông báo về công tác đối ngoại của nhà nước năm 2019, trong đó có tình hình Biển Đông. Trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội trước phiên họp này, đại biểu, giáo sư Nguyễn Anh Trí đoàn thành phố Hà Nội, cho hay, không chỉ riêng ông mà tất cả các đại biểu Quốc hội đều rất mong muốn có một buổi họp nhằm thông tin cập nhật, đúng đắn về tình hình Biển Đông trong thời gian qua. Phiên họp này rất cần thiết. Không chỉ tôi mà tất cả đại biểu Quốc hội đều hy vọng sẽ có những thông tin chính thức về tình hình Biển Đông để tóm và thông báo lại với cử tri, ông Trí nói. Nam đại biểu cho rằng, độc lập là vấn đề hết sức thiêng liêng và việc bảo vệ độc lập phải cương quyết, quyết liệt, không lùi bước nhưng cũng phải hết sức mềm dẻo. Mềm dẻo ở đây không phải nhu nhược và nhiều người hiểu là nhu nhược hoàn toàn không đúng. Mềm dẻo ở đây là sao cuối phải làm sao tránh xung đột, bảo vệ xương máu của nhân dân và vẫn giữ vững lãnh thổ, độc lập Biển Đông thiêng liêng của đất nước, ông Trí nêu rõ rệt. Giáo sư Nguyễn Anh Trí. Ông nhấn mạnh, những biện pháp mềm dẻo mà đảng, nhà nước ta đã và đang thực hiện trong thời gian qua là rất đúng. Trên thực tế, các hoạt động về chính trị, ngoại giao của chúng ta thực hiện vẫn đang rất hiệu quả. Nếu so sánh với phản ứng của các nước trong khu vực về vấn đề Biển Đông, biện pháp của chúng ta vẫn hữu ích, hiệu quả hơn. Quan trọng hơn, chúng ta có chính nghĩa, được quốc tế ủng hộ, tiếng nói của chúng ta trên bình diện quốc tế đầy bất định về vấn đề Biển Đông luôn được tập thể quốc tế ủng hộ, đại biểu Trí khẳng định. Nói về việc tàu Hải Dương 8 và một số tàu hộ tống của Trung Quốc đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh hoàng tế và thềm lục địa Việt Nam, ông Trí cho rằng đó là hậu quả đấu tranh rất tốt của Việt Nam. Phải xác định đây là cuộc đấu tranh lâu dài, đừng nóng vội. Vấn đề cần thiết là giữ được biên giới, lãnh thổ, độc lập trên Biển Đông của chúng ta, đại biểu Trí nói, đồng thời cho rằng các biện pháp đấu tranh ở Biển Đông phải hết sức bình tĩnh, nóng lòng, nóng ruột là không được. Trước đó, tại phiên khai mạc, thông báo trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đảng và nhà nước ta đã nhất quán chủ trương những gì thuộc về độc lập, toàn diện lãnh thổ chúng ta không bao giờ nhân nhượng, đồng thời giữ vững môi trường độc lập, ổn định cho tạo ra đất nước. Theo Thủ tướng, Việt Nam đã, đang và nối tiếp kiên quyết, kiên định đấu tranh bằng nhiều biện pháp thích hợp với quy định quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và đấu tranh trên thực địa, đồng thời gìn giữ môi trường độc lập và quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước. Chủ trương đúng đắn, lập trường chính nghĩa và các nỗ lực của đảng, nhà nước ta đã nhận được sự đồng tình, chung sức của nhân dân cả nước và sự ủng hộ minh mông rãi của tập thể quốc tế, người đứng đầu chính phủ nêu rõ rệt. Còn tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ rệt quan điểm, phải làm sao giữ đất nước yên bình, tiến lên, đồng thời giữ đất nước độc lập thế mới là giỏi. Cha ông ta cũng thế thôi, các cụ ranh mảnh lắm. Cố gắng giữ quan hệ nhưng cái gì về độc lập, toàn diện lãnh thổ ta không bao giờ nhân nhượng.